phòng tình thân. Trả lại cán khiên. Đa tạ công công. Từ nay ta sẽ là tỷ tỷ của đệ. Ta muốn chăm sóc đệ. Tỷ à, có câu nói này của tỷ, Lục Hỷ nhất định sẽ ở lại trong cung và sống thật tốt. Tỷ. Dì ca đâu? Không phải đã nói trước là phải dì sớm xem thấy tử phi của huynh đấy sao? Thái tử phi sao? Chính là Đại Thanh đệ nhất tài nữ do hoàng A Mã phong. Cô nương biết múa kiếm tên là cái gì? Niên. Tên Niên Thừa Duyên. Đúng. Đệ chưa thấy người bao giờ mà đã thành thái tử phi rồi. Ây da, hai người yên tâm đi, dì ca sẽ tới ngay thôi. Ủa vậy sao Niên Canh Nghiêu vẫn chưa tới nữa? Bạn học đương nhiên phải ở bên cạnh hầu hạ từ sớm. Kêu họ tới đây đi. Tham kiến các vị A La công chúa. Ba người các ngươi báo tên đi. Tỳ nữ là con gái đô thống Thạch Văn Bính Hạ Lan. Tỳ nữ Ngân Tú, con gái đại tướng quân Phí Dương Cổn. Vậy là ngươi là Niên Thù Duyên sao? Phải, tỳ nữ Niên Thù Duyên, con gái thái phó Niên Hà Linh. Niên Thù Duyên, ngươi ngẩng đầu lên. Tâm ca, Tâm ca. Hả? Nè, huynh tinh mắt thật đó. Huynh xem cô ta đẹp quá. Được rồi, được rồi. Đệ nghĩ đây là tầm phương cát của đệ sao? Đây là tiểu thư khuê cát của các đại thần triều đình chúng ta đó. Đệ nên ăn nói cẩn thận đi. Đệ cũng thích tiểu thư khuê cát.
Đệ chỉ thích người hẹp hòi nhỏ nhen thì sao? Được rồi, các ngươi đứng dậy hết đi. Đa tạ đại ca. Rồi rồi rồi, đệ đặc biệt nhất, đừng hồn nữa. Am Đạt lão sư đến rồi. Mạc tướng Am Đạt tham kiến các vị A-ca và công chúa. Am Đạt lão sư. Lão sư, mời. Các vị A-ca, làm theo tôi đi. Đẩy cung, xoay tay, chung vai, giơ bằng ngón tay, kéo dây, dây sát chóp mũi, khóe miệng, hàm dưới, trọng tâm đặt lên trục, người hơi nghiêng về phía trước, tốt, bắn tên. Mọi người cũng thử đi. Rõ. Rõ. Đa tạ bác A-ca. Ông Hiến, cô biểu diễn những gì ta dạy ngày hôm nay một lần đi. Dạ. Để ta dùng lực kéo nó ra. Niên Canh Nghiêu, nam nữ thọ thọ bất thân, ta không cho ngươi đụng vào tỷ tỷ. Di thần thất lễ, chỉ vì công chúa thứ tội. Không ngờ Ôn Hiến lại bảo vệ tỷ tỷ như vậy. Cái gì không được là không được. Niên Canh Nghiêu, ta cho ngươi biết sau này không được đụng vô tỷ tỷ. Ngươi nghe rõ chưa? Thần rõ rồi, di thần biết tội. Tam đệ đã nhìn nhầm rồi, ở trong này đừng có chắc chắn có nội tình. Để nhìn ba người bọn họ, ai cũng có tâm sự hết. Ủa, nhị ca tới rồi. Nhị ca. Ừ. Nhị ca. À, người muốn kiếm đâu? Niên Thù Viên. Người dám trừng mắt với bổn thái tử? Trên thế gian này có ai dám nhìn ta như vậy đâu. Xin điện hạ đừng trách Thù Viên muội muội. Lúc nãy điện hạ đến, tỳ nữ nhìn thấy sau lưng của thái tử điện hạ hào quang muôn trượng. Tỳ nữ nghĩ Thù Viên muội muội chỉ là tránh đi gì chói, mong thái tử điện hạ đừng trách làm Thù Viên muội muội nữa. Thật không vậy? Ngươi cũng nhìn thấy sao? Cũng đúng, ta là thái tử, lúc xuất hiện tự nhiên sẽ mang theo dần hào quang khác với những người khác. Ngươi có biết tại sao ta tới trễ không? Vì ta biết lúc ngươi mới tiến cung, chắc chắn là chưa biết kéo cung bắn tên, cũng không biết kỹ thuật gì. Đeo vào đi, để bảo vệ tay của ngươi. Tạ ơn thái tử điện hạ, tỳ nữ không cần món đồ này. Không cần. Thái tử điện hạ, từ nhỏ muội muội đã cùng thần tập võ săn bắt, trình độ bắn tên đúng là có cao hơn người thường một chút. Hà Lan cô nương, cô mau nhận lấy rồi tạ ơn thái tử đi. Tạ ơn thái tử điện hạ. Lễ ký xà nghĩa như mây, cố nam tự sinh, chí hướng bay xa, bắn tên bay khắp bốn phương. Một mũi lên trời. Một mũi xuống đất. Bốn mũi chia nhau đông tây nam bắc. Qua lợi hại quá. Nè, huynh nói xem Niên Thù Viên bị sao vậy? Nữ tử trên thế gian này nhìn thấy thái tử, có ai là không muốn tới gần đâu. Chỉ có Niên Thù Viên phản ứng rất là khác người. Không lẽ cô ta vẫn còn ghi hận chuyện năm xưa? Năm xưa? Ừ. Năm năm trước lần đầu tiên chúng ta gặp Niên Canh Nghiêu, huynh đệ ta đùa giỡn người ta, vừa hay đụng phải Niên Thù Viên. À, đúng 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 đúng, đúng là có chuyện này.
nhưng mà không thể có chuyện tới giờ cô ta vẫn còn nhớ. Nhị ca có còn nhớ năm đó tại sao lại giận Niên Canh Nghiêu không? Đừng có vòng vo nữa, nói thẳng tao biết luôn đi. Cổ nhân có nói, chỉ có tiểu nhân và nữ tử là khó nuôi. Đây cũng chính là lý do tại sao Niên Thù Duyên vẫn còn ghi hận huynh. À, ra là như vậy. Dì ca, ta bắt đệ. Bắt đệ. Dì ca, cuộc thi kích cầu mỗi năm một lần sắp sửa bắt đầu rồi. Nghe nói Hoàng A Mã vẫn sẽ đích thân coi đấu. Vậy thì tốt, lại tới lúc chúng ta thi triển thân thủ nữa rồi. Không sai, năm ngoái thua đại A Ca, năm nay không thể thua nữa. Ừ, chúng ta phải lôi kéo các A Ca có thân thủ giỏi vào đội của chúng ta. Nè Mắt Đệ, năm ngoái đệ theo đại A Ca, năm nay đệ theo ta đi. Ừ. Vừa rồi đệ đi tỉnh An Nghệch Nương, đã hứa với đại ca rồi. Muộn nữa rồi, nhanh thiệt đấy. À, vậy còn tứ đệ, đệ ấy đá giỏi nhất, tính tình khiêm tốn trung lập, nếu chúng ta đi tìm đệ ấy thì sẽ thắng chắc. Ừ, cũng đúng. Vậy chúng ta đi. Đi, đi. Đi, đi. Tứ đệ. Nhị ca, sao mọi người lại tới đây? Cuộc thi đá cầu lần này, đệ gia nhập đội của ta đi. Vậy là không đúng lúc gì rồi, vì đệ vừa đồng ý đi theo đại ca. Lại bị đại ca đi trước một bước rồi. Thật ra bình thường đệ không mấy hứng thú những chuyện thi đấu tranh giành. Đúng rồi, các huynh đã tìm Niên Canh Nghiêu chưa? Hình như hắn rất giỏi những chuyện thi thú này. Đúng vậy, Niên Canh Nghiêu và ta giống là hảo bằng hữu. Nhưng mà đại ca có tới tìm hắn chưa? Hình như là vẫn chưa thì phải. Ừ. Vậy vị ca Tâm ca, lần này định sẽ cùng tứ ca kỳ giai thác chiến. Được thôi, tới lúc đó chúng ta cùng nhau chơi thật vui trên sân thi đấu. Vậy được rồi, Tam đệ, chúng ta đi tìm Niên Canh Nghiêu đi. Ừ. Tứ đệ, Bác đệ, ta đi trước nha. Ừ. Nhị ca đi thông thả. Vậy nếu tứ ca không có việc gì nữa thì đệ cũng xin cáo từ. Đệ về đi. Niên Canh Nghiêu. À, Thái tử Tam A Ca. À, ừ. Nè, ta có chuyện tìm huynh. Dạ. Cuộc thi đá cầu lần này huynh gia nhập đội của ta đi. Thi đá cầu? Được thôi. Như vậy chúng ta như hổ mọc thêm cánh rồi hả? Có phải không? Thái tử quá lời rồi. Chuyện là muội muội của huynh Niên Thù Duyên có tới không vậy? Mùi mùi của thần. Ừ? Chuyện này với thần không rõ cho lắm. Nếu Niên Thù Duyên có thể tới được, ta nhất định phải biểu hiện thật tốt để có thể có được trái tim của nàng. Có thể được. Ê, Thái tử à. Ừ? Ngài nói cái gì vậy? Hả? Ta đâu có nói gì đâu. Sao vậy? Không có. Thần nghe hết rồi. Không có. Ta nói là chúng ta phải cùng nhau thắng cuộc thi, có phải không? Cùng nhau thắng cuộc thi. Không phải, người nói Thù Duyên. Không phải, không phải, Tam đệ. Đệ còn chuyện gì nữa mà. Đúng rồi, đúng rồi. Không có, không có, không. Nhưng có, mà không thần có. Bây giờ ta còn có việc nữa, chúng ta đi thôi. Thái tử. Tam đệ, đi. Người nói Thù Duyên. Đi thôi Tam đệ. Thái tử nói mùi mùi của thần. Thi đấu cầu. Tam đệ. Niên Thù Duyên. Tam A Ca. Nương nương, đêm nay hoàng thượng nghỉ ở chỗ của Dinh Phi rồi. Người hãy mau ăn chút gì đó đi. Ăn cái gì mà ăn? Đem đi, đem hết mấy thứ này đi cho ta. Nương nương, ít nhiều gì người cũng ăn một chút đi mà. Tuyết liên này là đại A Ca sắp xếp nhờ người đem từ núi tuyết về, là tấm lòng của đại A Ca đó. Các người mau đem đi đi. Nhanh lên. Hãy
Lùi xuống các người, lùi xuống hết đi. Nghe thấy chưa? Lùi hết đi. Dạ. Dạ. Mã Trung Hiền. Dạ, nương nương. Đi, gọi Đại A Ca tới đây. Nương nương à, nhưng đã khuya lắm rồi. Ta kêu ngươi đi thì đi đi, ngươi còn đứng đó làm gì? Dạ. Mã công công, khuya rồi mà còn đi đâu vậy? Người đã tới rồi, nô tài đang vội đi tìm người đây. Tìm ta? Ngạch nương xảy ra chuyện gì sao? Đã hơn một tháng rồi hoàng thượng không tới. Vốn đã nói trước là đêm nay sẽ tới, nhưng lại ở lại chỗ của Dinh Phi. Ta biết rồi. Người hãy mau vào với nương nương đi. Vất vả cho người rồi. Việc nô tài nên làm mà. Di thần tham kiến ngạch nương. Con đã tới rồi. Di thần đem tới cho ngạch nương phấn trân châu Nam Hải, ngạch nương dùng vào sẽ rất xinh đẹp. Sao khí sắc của người kém vậy? Có phải dạo này khí hậu thất thường nên sức khỏe của người yếu đi không? Mấy ngày trước Di thần sai người mang Tuyết Liên tới, ngạch nương nhớ phải thường xuyên bồi bổ đó. Con ngồi đi. Con trai, chỉ có con mới có thể giúp được ngạch nương được hoàng thượng sủng ái lại thôi. Di thần lớn lên bên cạnh ngạch nương từ nhỏ. Người ở trong hậu cung tình, lạnh, ấm, làm sao Di thần không biết được chứ. Con trai, con nghe ta nói, mấy ngày nữa cuộc thi đá cầu đó còn nhất định phải biểu hiện thật tốt hả? Nơi này giống như lãnh cung, sống không bằng chết. Ngạch nương, ngạch nương yên tâm, Di thần nhất định cố gắng hết sức mình, phấn đấu quên mình để thắng cuộc thi này, quyết không lùi bước. Là ngạch nương không tốt, là ngạch nương có lỗi với con. Ngạch nương, hai mẫu tử ta có thể kiên trì tới ngày hôm nay là vì hai mẫu tử chúng ta mệnh vẫn chưa dứt. Con trai ngoan, ngạch nương ta biết rồi. Mã Trung Hiền, Mã Trung Hiền, mau. Dạ nương nương. Lên đồ ăn cho ta. Dạ. Đại ca, trận đấu này đệ thắng chắc rồi. Vậy đệ, đệ đừng vui mừng quá sớm. Ai là người thắng vẫn còn chưa chắc. Dựng nhưng trậm nhớ năm ngoái con thua rất là thảm. Năm nay trậm muốn xem con giành được thành tích. Hoàng A Mã yên tâm, Nhi thần nhất định không làm Hoàng A Mã thất vọng. Các hoàng tử của trẫm ở trên sân thi đấu này cũng giống như trên chiến trường, mỗi người các con đều phải tiến lên, nhất quyết không đầu hàng, nghe rõ chưa? Bắt đầu đi. Dạ. Cuộc thi đấu bắt đầu. Có thật không vậy? Phải đó, tỷ tỷ lên, tỷ nhìn kia, họ ở bên kia đó.
Tham kiến công chúa. Niên thừa duyên, cô cùng ta đi xem các quần huynh thi đá cầu đi. Tôi công chúa, vậy tôi có thể đi cùng được không? Đương nhiên là được. Vậy hai người cùng đi đi. Đi. Mau cùng ta đi xem thái tử gia nhà ta. Đi. Nè tỷ tỷ, tỷ nghĩ hôm nay ai sẽ thắng? Cứ đi xem sẽ biết ngay thôi. Hoàng thượng, đây là trái dại chính tay thần thiếp bóc, mời người nếm thưởng. Hoàng thượng, người không biết sao, ăn dại nóng lắm, không tốt cho cổ họng, ăn ít thì hơn. Trẫm ăn ít là được. Hoàng thượng, người nếm thử quả dương mai tươi ngon này đi. Dương mai này tươi ngon nhiều nước, bổ tỳ giảm nhiệt, rất là tốt cho sức khỏe và cổ họng đang bị đau. Xin mời người dùng. Gì à? Có ngon không? Thơm ngọt ngon lắm. Dinh Phi. Hoàng thượng. Ngồi đi. Ngồi. Hoàng thượng, thần thiếp. Trẫm nói nàng ngồi thì nàng ngồi đi. Dinh Phi muội muội, Tam A Ca nhà muội, không biết tài cưỡi ngựa dạo này có tiến bộ hơn chưa? Không biết. Dinh Phi từ trước đến nay đều không biết tranh giành. Nàng nhìn đi, bây giờ Tam A Ca cũng giống hệt như nàng vậy. Nhưng mà nàng phải nhớ rằng, chúng ta là dân tộc đánh thiên hạ trên lưng ngựa, có đôi lúc phải để cho vận chỉ góp công góp sức chứ. Thần thiếp xin ghi nhớ lời dạy của hoàng thượng. Dinh Phi muội muội, hoàng thượng nói rất là đúng. Muội muội à, ta thấy giận chân quả thật xung tranh với đời, nhưng mà ở khoảng cưỡi ngựa bắn cung, nó không dám sơ suất chút nào. Ví dụ như cuộc thi năm ngoái, nó đã giúp cho Đại A Ca thắng rất là nhiều lần. Hay lắm. Hoàng thượng mau nhìn đi, lại ghi bàn nữa rồi. Hoàng thượng, trong số các A Ca vẫn là giận thị của thiếp có kỹ thuật cưỡi ngựa hơn hẳn một bậc. Nếu không thì nó không thể nào thắng hai lần liên tiếp được đâu. Đúng vậy, đây là nhờ Huệ Phi dạy con rất giỏi, nàng phải kêu Tam A Ca học hỏi mới được hả? Nhi thần kính an Hoàng A Ca Mã. Các con tới rồi à? Mau vào chỗ ngồi đi. Nhị ca cố lên. Hay. Đẹp lắm. Dựng dưng giỏi lắm, con giỏi lắm. Hay lắm. Xem thái tử phi của chúng ta nhìn sắp rớt mắt ra ngoài luôn rồi. Muội thật là Thù Duyên muội muội nè. Muội cũng tìm một A Ca đi. Ta thấy Đại A Ca là người có tướng mạo tiêu soái nhất. Hay là muội thích huynh ấy cho rồi? Muội trời sinh có tính bài xích đối với kiểu nam tử có tướng mạo tiêu soái. Muội thích kiểu người khiêm tốn, ít nói, huynh quang quá thì không được. Thái tử của tỷ, muội thật sự rất ghét hắn ta. Muội ghét huynh ấy, ngược lại ta rất mừng. Có lúc ta luôn cảm thấy có phải thái tử có ý gì với muội hay không.
Chuyện đó thì tỷ yên tâm, hắn không thể có ý gì với muội được đâu. Nhìn thấy hắn là muội lại thấy khó chịu. Vậy sau này nếu như ta nếu như ta lên làm thái tử phi thì muội đừng có ghét quân ấy như vậy nữa. Nếu không phải vì tỷ thì muội không thèm để ý tới hắn đâu. Nói đến người khiêm tốn kiệm lời, ta cảm thấy tứ A Ca là vững vàng nhất. Muội nhìn đi, tư thế cưỡi ngựa của huynh ấy lúc nào cũng vững chắc, rất là bình tĩnh. Ngược lại, muội nhìn ra ai là phúc tấn của tứ A Ca rồi. Ai vậy ta? Ngân Tú rồi. Thái tử dãy tay với chúng ta kìa. Hắn đang dãy với chúng ta sao? Chắc chắn là vậy. Là hắn dãy tay với thái tử phi của chúng ta. Hay lắm. Tỷ tỷ, tỷ nhìn đi, cô ấy thật là lợi hại. Ninh Canh Nghiêu, lần này chúng ta nhất định sẽ chiến thắng. Đại ca, đốn tù. Nhị đệ. Thái tử. Chuyện thế. Dạ. Nhị đệ. Nhị ca. Nhị đệ. Nhị ca. Để ta. Nhị ca. Sao lại như vậy? Tỉnh rồi. Sao rồi? Gì đây? Đệ bị sao vậy? Thái tử, lúc nãy người tranh giành kịch liệt quá, không cẩn thận ngã từ trên ngựa xuống. Nè, đứng dậy đi. Ta đừng động vào. Lưng của ta sao không cử động được vậy? Chắc là bị trật khớp. Nhị đệ, để ta chỉnh khớp cho đệ. Nào. Gì đây? Để sao rồi? Sao rồi? Có vấn đề gì không? Có đứng dậy được không? Sao rồi hả? Từ từ thôi. Nè, từ từ thôi, nhị ca. Được rồi. Xin quan A Mã thứ tội. Vì thần tranh cầu với thái tử đã gây ra đại họa. Trẫm đã nhìn thấy rõ ràng là thái tử bị ngã từ trên lưng ngựa xuống, không liên quan gì đến con hết. Thái tử đã không sao rồi thì con đừng tự trách lĩnh phạt nữa. Các hoàng tử của trẫm, mỗi người các con đều là nam nhi bảy thước. Trên đấu trường này bị thương một chút, chảy chút máu thì có làm sao đâu hả? Đại ca, chúng ta đấu tiếp đi. Được rồi, không cần phải thi nữa, đã hết giờ rồi. Điểm số đã cách biệt rất là lớn,
thái tử của chúng ta vẫn không bằng Đại A-ca. Sau này phải luyện tập nhiều vào. Đại A-ca giận thì lần này thể hiện vô cùng xuất sắc, sau này trẫm sẽ trọng thưởng cho. Quan Á Mã, chi thần không mong ban thưởng. Không mong ban thưởng? Tại sao? Di thần nguyện dùng tất cả phần thưởng để đổi lấy một bữa gia yến cùng với Hoàng A Mã, Gạch Nương và Di thần. Đại A Ca đúng là luôn là người hiếu thuận nhất. Không ngờ tâm tư của con lại chu đáo như vậy. Vậy thì à, con và Gạch Nương của con thật giống hệt nhau. Quỷ Phi à, có thần thí. Vậy con đúng cách, trẫm rất là hài lòng. Chuẩn bị gia yến, lần này trẫm sẽ không thất hứa với nàng. Tạ ơn Hoàng thượng. Hoàng thượng. Với thần tạ ơn Hoàng A Mã. Thái tử ca ca. Hả? Huynh có sao không? Có đau lắm không hả? Gì đây? Để không sao chứ? Không sao, không sao. Đi. Dì ca, đi thôi. Xin dừng bước. À, tiểu chủ, sao lại đến nơi dơ bẩn này? Ta thấy con người này có vấn đề nên vẫn luôn đi theo đến đây. Con người này là trảo hoàng phi điện của thái tử, con ngựa vô địch toàn thiên hạ đó. Cô nhìn đi, tới trang sức bên trên cũng khác những con ngựa khác. Lấy đâu ra vấn đề chứ? Có thể cho ta xem móng con ngựa này không? Dạ mời. Móng ngựa này được đóng lúc nào vậy? Có phải vì thi đấu kịch liệt quá mà bị tuột không? Móng con ngựa này là nô tài mới thay mới cách đây mấy ngày. Nếu không phải vì tổn hại nghiêm trọng thì tuyệt đối sẽ không chạy vì quá nhiều mà bị tuột đâu. Nô tài to gan, còn dám ngụy biện. Hả? Móng con ngựa này rõ ràng đã bị tuột từ sớm. Người có biết đây là tội mưu sát thái tử không? Xin chủ tử khai ân, cho dù nô tài có một dạng lá gan cũng không dám mưu hại thái tử. Theo như người nói, người thật sự không liên quan đến chuyện này. Lời nô tài nói đúng là sự thật, mong chủ tử minh xét. Vậy ngươi khai thật cho ta biết, sau khi móng ngựa được đúc xong, có phải từng có người ngoài đến không? Đây là chuồng ngựa hoàng gia, sao có người ngoài có thể tùy tiện ra vào được? Đặc biệt là giống ngựa quý hiếm, lại có người canh gác bảo vệ, không thể nào có sai sót được. Vậy thì chứng tỏ là ngươi làm rồi. Nô tài bị quan. Nếu ngươi nói không phải ngươi, lại không thể chứng minh với ta còn có người khác đi vào đây. Nô tài, Nô tài nhớ rồi. Hôm trước cứu trưởng có tới chuồng ngựa thị sát tình hình của bầy ngựa. Sau đó thì sao? Nhưng từ hôm qua tới giờ ông ta không xuất hiện nữa. Theo lý mà nói, hôm nay là cuộc thi quan trọng, ông ta phải đến mới đúng. Hôm nay Lương Công Công rất tức giận, nó phải giáng tội ông ta. Rồi. Vậy thì à, trong thời gian này con có chăm chỉ đọc sách không? Bẩm qua A Mã, Đại học, Trung Dung, Luận Ngữ, Mạnh Tử con đều đã thuộc. Gần đây con lại học thêm môn cưỡi ngựa bắn cung. Tuy có sư phụ, Di thần có tiến bộ, nhưng mà Di thần tự biết bản thân mình vẫn còn yếu kém. Đại thanh của chúng ta giành được non sông vạn lý này. Môn này đã giúp đại thanh thắng lợi, trẫm thấy rất có ý nghĩa. Di thần hiểu ý của Hoàng A Mã, con sẽ cố gắng nhiều hơn nữa. Tốt. Nếu như giận nhưng
cảm ngộ được giống như Dận thì trẫm cũng bớt lo rồi. Hoàng A Mã, Nhi Thần không dám so sánh với Thái Tử. Thân phận của Thái Tử và Nhi Thần không giống nhau. Ngày thường người yêu cầu đệ ấy nghiêm khắc hơn, nên người sẽ mong chờ đệ ấy nhiều hơn nữa. Nhi đệ tâm địa nhân hậu, con người chính trực trượng nghĩa, lại trọng tình cảm. Hoàng A Mã xin hãy cứ yên tâm. Nè, mau đứng dậy đi. Quệ Phi, đang nhìn xem đại A Ca của ta hiểu chuyện rất nhiều. Các vị công công có nhìn thấy cửu trưởng của con ngựa Thái Tử yêu quý không? Lương công công cũng đang tìm ông ta. Trận thi đấu cầu hôm qua không thấy ông ta đến. Lần cuối cùng công công thấy ông ta lúc nào vậy? Hôm trước cứu trưởng có tới một lúc, rồi không thấy tới chuồng ngựa nữa. Công công biết nhà ông ta ở đâu không? Núi Thanh Đài đằng trước. Đa tạ công công. À, dạ không có gì. Gia gia, gia gia. Ây à, dạ dạ, sao người không nghỉ ngơi mà lại chạy tới đây đọc sách vậy? Dạ dạ, bàn của công chúa bên Trung Túy Cung gửi cho dạ dạ thuốc bôi vết thương nè. Bằng hữu của công chúa. Ừ. Là ai vậy? Tiểu công công bên dưới cũng không nhìn rõ hình dáng. À, đó chắc chắn là người không sao chứ? Là Niên Thù Viên. Vậy thì chúc mừng Thái Tử Điện Hạ sắp được ôm mỹ nhân về nhà rồi. Tiểu Lâm Tử. Dạ có nô tài. Người nói coi, trên thế gian này có tình yêu một lòng một dạ hay không? Nô tài không biết ý của người là gì. Ngốc quá, ta đang hỏi ngươi. Mấy thứ tình yêu tới chết không đổi, chung thủy một lòng lưu truyền trong nhân gian, có thật sự tồn tại hay không? Nô tài, những chuyện khác thì nô tài còn biết, chứ còn về chuyện này quả thật là không. Vậy theo như ngươi thấy, Niên Thù Viên có thích ta không? Điều đó là chắc chắn rồi. Ngươi là Thái Tử gia mà. Nếu như ta không phải là Thái Tử thì nàng ấy có thích ta không? Nếu vậy cũng thích. Trong lòng nô tài, ngươi chính là người hoàn hảo nhất trên thế gian này. Thôi đi, ngươi đúng là nịnh bợ. Nè, mau bôi thuốc đi. À, hay là nô tài đi tìm thấy y xem thử thuốc này có đúng bệnh hay không. Không cần. Đúng bệnh, vô cùng đúng bệnh. Dạ. Dạ dạ. Đúng bệnh. Vì tình yêu, ta nhịn.